này chị coi đây là cái trò hề ạ. Tôi đã nói với cả chú Tân là gia đình mình đóng góp 100 triệu. Vậy mà bây giờ anh chị thương có 30 triệu. Thế thì tôi còn mặt mũi nào để mà nhìn họ hàng anh em nữa. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi ạ. Việc kinh doanh của vợ chồng con đang gặp khó khăn. Nên là vợ chồng con ấy đã phải gồng gánh lỗ đấy ạ. Cố làm xong nhanh rồi hai vợ chồng lên phòng tu tu xịch xịch đi. Tu tu xịch xịch là cái gì? Ấy, biết rồi còn hỏi. Anh chỉ có giỏi nói linh tinh thôi. Linh tinh là linh tinh như nào? Hai đứa rửa bát xong chưa? Vào đây mẹ bảo đây. Dạ, chúng con đã sắp xong rồi ạ. Mẹ nói chuyện gì ấy nhở? Anh không biết nữa. Thôi, cứ ra xem thế nào. Anh đã bảo lên phòng biết rồi. Mẹ à, có chuyện gì thế hả mẹ? Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa đấy. Chuyện gì ạ? Mấy hôm trước ý, mẹ có về quê gặp các cô chú trong họ nhà mình. Thì họ nhà mình đang tính là xây nhà thờ tổ. Ui, xây nhà thờ tổ á? Ừ. Ui, thì chắc phải hoành tráng lắm mẹ nhỉ? Ừ, thì họ nhà mình bây giờ đông, con cháu thì nhiều, cho nên là phải xây nhà thờ tổ cho nó hoành tráng. Thì các con, các cháu còn về, còn họp hành, này còn dỗ tổ nữa chứ. Đấy, mà các con xem, bố các con ý, thì ngày xưa khi mà còn sống thì bố con cũng đã tâm nguyện điều này, cũng muốn xây dựng lại rồi. Bây giờ bố con mất rồi, thì hai đứa xem như thế nào, gánh vác trọng trách cho gia đình. Dạ, mẹ nói cũng phải. Dù sao thì bố con cũng là trưởng họ, mà bây giờ bố cũng mất rồi. Thì thôi mẹ cứ để chúng con là cùng đóng góp. Nhà mình ở trên này cũng cách xa dưới quê, không góp được sức thì thôi mình góp công góp của mẹ. Thế ý chị Linh thế nào? À, dạ, mẹ và anh Tuấn nói như thế rồi thì con cũng thấy đây là việc nên làm. Nên là vợ chồng con cũng muốn góp một ít ạ. Mẹ thấy hai đứa đồng thuận như thế thì mẹ cũng mừng. Mẹ bây giờ thì cũng có tuổi rồi, làm không được ra nhiều tiền, cho nên tất cả đều nhờ hai đứa. Cho nên là mẹ cũng đã nói với các cô chú ở quê rồi là nhà mình đóng góp 100 triệu. Cái gì? Tận 100 triệu cơ ạ? Có thế chi phí xây nhà thờ tổ hết bao nhiêu mà nhà mình góp tận 100 triệu hả mẹ? Thì các con nghĩ mà xem, bố con thì là trưởng họ, bao nhiêu năm ở trên thành phố, có đóng góp, có làm gì, có thờ cúng tổ tiên đâu. Toàn là nhờ vào cả các cô chú ý. Thế bây giờ nhà có công việc lớn, trọng trách như thế thì các con phải thay các cô chú gánh vác là đúng rồi còn gì. Nhưng mà chúng con à... Không có nhường nhịn gì hết, mẹ đã quyết rồi. Thôi mẹ đi nghỉ đây. Mẹ, thôi về. Kìa, về đi, đã bảo về. Giờ mẹ cũng trên đây được à? Anh có thấy lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Bây giờ anh biết nói gì bây giờ? Thì cái chuyện xây nhà thờ mẹ bảo ấy, những 100 triệu, vợ chồng mình lấy tiền đâu ra? Anh không nói gì thế? Thì anh biết làm sao được? Bây giờ mẹ đã quyết rồi. Vậy lúc đấy mẹ cũng có hỏi ý kiến gì anh đâu. Nhưng mà anh có thấy hợp lý không mà không nói gì? Bây giờ xây nhà thờ tổ cho cả họ tốn cả bao nhiêu tiền, mà họ mình bao nhiêu người, vợ chồng mình góp những 100 triệu, tiền đâu ra chứ? Ui giời, cái lúc bố còn sống ấy cũng nói đến cái chuyện này. Với lại anh thấy ấy, cái việc xây nhà thờ tổ thì cũng là một việc tốt, mình góp nhiều thì lộc nhiều. Với lại cái nhà thờ tổ đấy cuối cùng cũng là của cả dòng họ mình, chứ đi đâu mà tiền thế? Anh nghĩ tiền dễ kiếm lắm ạ. Bây giờ thời buổi dịch bệnh khó khăn, anh không thấy em phải cố gắng lắm mới gồng gánh được cả công ty ạ? Vừa rồi anh không thấy em bán cả trang sức để lo chi phí à? Thôi được rồi, sao em cứ phải bù lu bù loa lên thế nhỉ? Mà biết đâu mẹ cũng chỉ nói thế thôi, sao mẹ nghĩ lại thì làm sao? Thôi anh mệt rồi, anh đi ngủ đi. Anh đi mà nói chuyện với mẹ, em không có thể đâu. Linh ơi, mẹ bảo này. Dạ. Chuyện lúc trước mẹ bảo với hai đứa ấy, các con đã lo đủ tiền cho mẹ chưa? Dạ, con nghĩ là việc đấy mẹ phải xem xét lại đi ạ. Vì công việc vợ chồng con dạo này cũng đang gặp khó khăn nữa mẹ. Con nói thế là sao? Nghĩa là hai đứa không muốn đóng góp việc xây nhà thờ tổ phải không? À không, hai vợ chồng con không muốn trốn tránh việc đó đâu mẹ ạ. Chỉ là con thấy số tiền 100 triệu nhiều quá, mà vợ chồng con không thu xếp được, nên là con xin phép đóng một nửa được không ạ?
Còn nói cái gì? Một nửa? Có nghĩa là 50 triệu. Đây là công việc trọng đại của cả một dòng họ, mà con coi như là mới rau mới cỏ con mặc cả. Con coi thường quá rồi đấy. Không, con không coi đó đâu mẹ ạ. Vì bây giờ cái gì cũng tăng hết. Giá xăng tăng, rồi chi phí mặt bằng tăng. Cái gì cũng tăng chóng mặt mẹ ạ. Nên là... Thôi, chị không phải nói gì nữa. Con làm tôi mất mặt với họ hàng. Nói được mà không làm được. Chị xem thường tôi quá rồi đấy. Mẹ hiểu cho con một chút được không ạ? Mẹ vừa con có chuyện gì mà căng thẳng thế? Không có chuyện gì cả. Anh xem mà dạy lại vợ anh đi. Đừng để cho tôi phải mất mặt một lần nữa. Kìa mẹ. Chú để xem. Nói đến thế rồi, anh chị có dám làm trái ý tôi không? Chú ngồi đi. Dạ vâng mẹ. Lâu không lên, cái nhà chị hoành tráng quá nhỉ? Chú uống nước đi. Vâng. Có gì đâu chú. Nhà cửa trên này thì chật chội, không khí thì ngột ngạt, đâu được rộng rãi, không khí trong lành thoáng đãng như ở dưới quê. Tôi đang mong về quê cho nó đỡ ngột ngạt mà còn không được đây này. Ê, chuyện đơn giản thôi mà. Hôm nào chán thành phố, chị bảo cho Tuấn đưa chị về. Nhà em lúc nào cũng sẵn sàng. Thì tôi cũng đang định thế. Đợi khi nào mà xây xong nhà thờ tổ thì tôi cũng về quê ít bữa. Lúc đấy lại làm phiền đến cô chú nhiều đấy. Nhân tiện nói chuyện xây nhà thờ tổ, hôm nay em lên đây cũng gặp chị, cũng định để trình bày là... À, tôi hiểu rồi. Hôm nay có cháu Tuấn với cả cháu Linh nó ở nhà đây, thì tôi gọi chúng nó xuống. Vâng. Tuấn ơi! Dạ. Linh ơi! Ra mày bảo này. Vâng. Dạ, mẹ, chú ạ. Chào. Cái chuyện mà 100 triệu hôm trước mẹ nói với hai đứa ấy, thì hôm nay có chú Tân lên, thì hai đứa xem thu xếp, đưa chú sớm để chú về quê chú triển khai. À, em ơi. À, dạ vâng, để con vào lấy ạ. Chú uống nước đi ạ. Chào, chú uống nước. Dạ thưa chú, vợ chồng con xin phép gửi tiền đóng góp ạ. Đây là 100 triệu á? Sao mày thấy ít thế? Dạ đây là 30 triệu ạ. Bọn con xin phép gửi trước 30 triệu. Còn 20 triệu thì vợ chồng con xin phép thu xếp sau ạ. Cho tròn 50 triệu. Thế này là thế nào? Chị bảo là đóng góp 100 triệu cơ mà. Hai đứa làm cái trò gì đấy? Mẹ bảo là 100 triệu, tại sao đây lại có 30 triệu? Mẹ ơi, mẹ thông cảm cho vợ chồng con. Vợ chồng con cũng đã cố gắng hết sức có thể rồi, nhưng mà vẫn không xoay được. Hai anh chị coi đây là cái trò hề ạ? Tôi đã nói với cả chú Tân là gia đình mình đóng góp 100 triệu. Vậy mà bây giờ anh chị đưa có 30 triệu. Thế thì tôi còn mặt mũi nào để mà nhìn họ hàng anh em nữa? Mẹ, con đã nói với mẹ rồi ạ. Việc kinh doanh của vợ chồng con đang gặp khó khăn, nên là vợ chồng con ấy đã phải gồng gánh lỗ đấy ạ. Chị im đi, chị không phải nói nữa. Mồm chị nói là không có tiền, nhưng mà tôi nhìn thấy chị suốt ngày á, mua sắm đầy đủ các thứ, ăn mặc thì quần là áo luôn. Thế mà bây giờ bảo không có tiền. Bây giờ chúng ta đã phải từ quê lên đây. Thế mà chị nói như thế thì tôi có mặt mũi nào hả? Mẹ đã thấy là quá đáng đấy ạ. Mẹ thấy dạo này con có mua đồ gì không? Con lúc nào quan tâm chăm sóc cho mẹ. Con lúc nào cũng chỉ đi làm ấy, về sớm để phụ mẹ cơm nước để dọn dẹp. Chưa kể đi làm ấy, con cũng bận tối mặt tối mũi, nhưng mà vẫn phải tính toán chi phí tối ưu nhất có thể. Tiền lương nhân viên con còn đang nợ chưa trả, mà mẹ bảo chi hẳn 100 triệu để anh chặn họ à? Mẹ làm thế có đáng không ạ? Mẹ nhìn đây này. Chị Linh ơi, tình hình là các bạn nhân viên muốn nhận lương 2 tháng vừa rồi. Em cũng có nói cửa hàng dạo này đang khó khăn mà thấy ngại quá. Chị thu xếp xem thế nào trả lương cho các bạn ấy được không chị? 30 triệu này là con còn đang phải đi vay đấy ạ. Còn định ấy, là do này cửa hàng có doanh thu thì sẽ bù vào số tiền này. Nhưng mà mẹ với anh Tuấn có bao giờ hiểu cho con không ạ? Hay là lúc nào ấy mẹ cũng xỉa soi con. Mẹ làm như thế khi con bị tổn thương đấy ạ. Em, hóa ra là như vậy.
Thế mà tôi đã trách nhầm con dâu tôi. Thôi chị, để cô ấy thu xếp xong tìm chỗ khác cũng được.